Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bớt trích xuất nội dung file ISO để thêm file thư mục. Bạn chọn file Open hoặc phím tắt là Ctrl O. Bạn chọn file thư mục bạn cần và sử dụng cách kéo thả chuột để đưa vào cửa sổ Ultra ISO. Để muốn xóa thư mục file thì bạn chọn file thư mục và nhấn Delete trên bàn phím. Và bạn muốn trích xuất file thư mục lên ổ cứng thì bạn sẽ chọn file thư mục và nhấn chuột phải Extract to hoặc là phím tắt là F4 và chọn lên New. Ok. Sau khi các bạn biên tập xong thì các bạn nên save lại và nhấn Ctrl S để xoay nó lại. Bạn chọn save. Do cái Ultra ISO nó xa nên mỗi khi bạn chỉnh sửa cái thay đổi file ISO, Ultra ISO đều để lại một cái bản gốc UBAC để khi cần bạn có thể lấy lại nếu sự thay đổi của bạn là không hợp lý hoặc có hại cho phần mở rộng. Cảm ơn các bạn đã nghe mình hướng dẫn.